mạng xã hội mới đây xuất hiện một đoạn clip được camera bên đường ghi lại cảnh một người mẹ chở con nhỏ thì bị nữ tài xế ô tô đâm trúng. Mặc dù có xuống xe nhưng sau đó nữ tài xế vội vàng lên xe đi đổ xăng tiếp khiến nhiều người bức xúc. Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 7 tháng 4 tại thành phố Thái Nguyên. Chiếc ô tô con đang sang đường thì bất ngờ tông vào phụ nữ đi xe máy chở con nhỏ phía trước. Hai mẹ con nạn nhân ngã xuống đường và nhanh chóng được người dân xung quanh đỡ dậy. Trong khi đó, người điều khiển ô tô là một nữ tài xế cũng xuống xe xem tình hình. Chỉ vài giây sau đó, người này quay trở lại ghế lái và đánh xe rời đi đổ xăng. Ô tô lao ra đường khá nhanh, tài xế thiếu quan sát dẫn đến va chạm. Có vẻ hai mẹ con đi xe máy chỉ bị xây xát, nhưng chị ít cũng phải ở lại xem người ta bị sao đã chứ. Chị tài xế kia có xứng đáng mua xăng nữa không? Đâm vào người ta mà không chịu trách nhiệm, tội bỏ đi còn đáng trách hơn là tội gây tai nạn. Một số cư dân mạng bình luận. Khi chưa rõ tình hình cụ thể các nạn nhân ra sao, nữ tài xế đã bỏ đi. Hành động này của chị bị chỉ trích là thiếu trách nhiệm và vô tâm. Còn bạn, bạn nghĩ sao về tình huống này? Hãy cùng chia sẻ dưới phần bình luận nhé!